ngày 24 tháng 5, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang tổ chức lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2023-2024 đến dự có thượng tá Châu Quang Thái, phó chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang có 501 học sinh, trong năm học, nhà trường đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị và rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo cho giáo viên, giáo dục đạo đức cho học sinh. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn cho con em các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Qua đó, chất lượng giáo dục học sinh của nhà trường được nâng lên rõ rệt, nền nếp dạy học luôn được duy trì và ổn định trong suốt năm học. Cùng với công tác nâng cao chất lượng dạy nhà học, nhà trường còn chú trọng công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh nội trú. Các chế độ chính sách cho học sinh được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Với sự cố gắng của thầy và trò, kết quả năm học 2023-2024, tỷ lệ học sinh giỏi đạt 48,79% so với năm học 2022-2023, tăng 9,3%. Học sinh có hành kiểm khá tốt, đạt tỷ lệ 98,78%. Đặc biệt, trường có 25 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024. Nhân dịp này, Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc tặng giấy khen cho một cá nhân của trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông An Giang đã tặng giấy khen biểu dương các em học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi, các cuộc thi hội thi cấp tỉnh, khen thưởng học sinh danh dự xuất sắc toàn trường, học sinh xuất sắc khối, học sinh giỏi, học sinh tích cực trong hoạt động thư viện và các tập thể cá nhân đạt thành tích trong các phong trào hoạt động của trường.